Anh đứng chắp tay trêu chọc tôi. Ngay lúc này, hai người liền cứng đờ. Con Dục Phong nói chuyện thì ra đường. Vừa tới lớp học, hắn liền kéo bạn học nhỏ tới bàn của mình. Tiết tự học không có giáo viên quản lý nên có chút ồn ào. Con Dục Phong mới xuất hiện, hơn phân nửa lớp đều an tĩnh, không dám lên tiếng. Bạn học nhìn, bọn họ nhìn thấy bạn học mình sau tới chỗ ngồi của Văn Dục Phong, có không ít người vì tò mò mà ngó tới. Vừa đến chỗ ngồi, một tay của Văn Dục Phong xách cái ghế cao ra đặt ở bên cạnh, tự ngồi xuống. Chờ hắn ngồi xuống, ngước mắt lên đã nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia của cô gái nhỏ đang nhìn hắn. Bên kia, biểu tình bên kia khiến cho Văn Dục Phong cảm thấy trong lòng mình có một móng vuốt mèo cào. Bên trong ánh mắt tăm tối hơi hơi cong lên. Không ngồi, lần tính trước mắt, em ngồi sao? Văn Dục Phong cười nhẹ, giọng nói hơi khàn. Em nghĩ ngồi, em nghĩ muốn ngồi trong lòng anh. Hai con ngươi đen lại, sáng rực rỡ lên. Nghe câu này, Tần Tình sắc mặt không đổi, hơi cúi đầu xuống, nhanh chóng liếc nhìn Văn Dục Phong một cái, sau đó ngồi xuống. Bàn học sạch sẽ, gần tầm mắt nhất chính là cái gối mềm mềm màu xám. Tần Tình suy nghĩ, có chút chần chừ mà mở miệng. Anh lấy bài tập toán hôm qua ra, lấy em xem thử kiến thức của anh bị hỏng ở chỗ nào. Âm thanh của cô gái nhỏ xuống rất thấp, những học sinh ngồi gần đó dựng hết tai lên mới nghe được động tĩnh. Khi vừa nghe thấy những lời này, có vài học sinh sẵn nước miếng, theo bản năng ngồi lại, ánh mắt đầy hoảng sợ. Tần Tình chưa phát hiện, Văn Dục Phong với nhấp mí mắt, lời biến quét một vòng, mọi người nhanh chóng rụt rụt cổ lại. Tầm mắt Văn Dục Phong một lần nữa nhìn xuống, đáy mắt có ba phần ý cười. Anh thường không có bài tập, Tần Tình, anh đợi chút. Tần Tình đứng dậy đi về phía chỗ ngồi mình, là cán bộ môn toán, lúc trước Tần Tình cũng tò mò, vì sao mỗi lần bài tập cuối cùng cũng giữ lại mấy bài. Hóa ra là ở đây. Không quá 2 phút, Tần Tình quay lại với gương mặt rất nghiêm túc. Chỉ có làm bài mới có thể nâng cao trình độ kiến trúc, kiến thức. Không làm bài thì không thể giỏi được. Văn Dục Phong nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô gái nhỏ, liền không nhịn được cười. Hắn cong môi, thấp giọng hỏi. Những lời này em có học từ chỗ bác của em. Tần Tình ngẩn ngơ, sao em biết? Rằng năm đó cuộc đã xảy ra chuyện gì. Âm thanh mềm mại cô gái nhỏ đối diện bệnh viện có phản ứng đáng yêu dưới ánh mặt trời, làn da trắng như trong suốt, con ngươi đen láy nhàn nhạt ánh sáng. Do cảm thấy khó hiểu nên hơi nhíu mày, nhưng cực kỳ xinh đẹp. Mỗi chi tiết, mỗi cảm xúc đều lộ làm Văn Dục Phong không thể rời mắt. Đôi mắt của Văn Dục Phong càng lúc càng thâm trầm như mực nước sâu dưới đáy biển. Hầu kết hắn thiện thất tích, cuối cùng đành phải rời mắt. Quả thật là muốn bệnh mà. Tần Tình thì vẫn bất động hồn rồi, nhìn Văn Dục Phong. Tần Tình nghĩ thầm tính tình người này thật cổ quái, sao đang nói giữa chừng lại đột nhiên không để ý đến người ta nữa. Trong lòng tuy khó hiểu, Tần Tình vẫn cầm bài tập đặt xuống trước mặt Văn Dục Phong, kéo ghế ra, ngồi xuống. Bài thi trống trơn đã đặt trên bàn, một bên cẩn thận cầm bài tập. Tần Tình mở miệng nói, nội dung bài tập này cơ bản đề cập tới nhiều kiến thức mà anh ta đã học qua. Anh suy nghĩ và giải một số câu trong đây để em xem anh bị hỏng kiến thức chỗ nào. Bác sĩ Lý vừa muốn đi thì bị đường sắt gọi lại. Đường sắt mất mấy môi, hơi mất tự nhiên nói. Lúc ấy tôi
cuộc là vì sao không có thể trị liệu cho Việt Nam? Hai năm đó đã trải qua cái gì? Đường tiên sinh, tôi không thể tiết lộ. Trở về sau, đợi Văn Dục Phong nói gì, Tần Tính đã lấy bài thi và bút đẩy về phía tay hắn. Ánh mắt của Văn Dục Phong chợt lóe, vươn tay cầm lấy cây bút hình con thỏ lên, vật giống như chủ, quả nhiên không sai. Chỉ có đường sắt ngồi để lo trên ghế. Đường sắt mở ra máy tính. Vài phút sau, Tần Tính đau khổ nhìn chằm chằm bài tập một hồi lâu. Sau đó, căng khuôn mặt nhỏ, bước lên nhìn nam sinh, không một chút thân thiện. Lúc lớn, lúc lên lớp, anh không chịu nghiêm túc học toán sao? Văn Dục Phong không trả lời, cười như không cười nhìn Tần Tình. Tần Tình lặng lòng cúi đầu. Qua 2 giây mới lấy lại tinh thần, kéo bài tập từ chỗ Văn Dục Phong tới. Bản thân nhìn như ngày qua, nghiêm túc. Cầm bút phân tích từng câu hỏi cho đối phương, đưa ra các phương án giải. Chỉ cần tình nói rất chăm chú và dụng tâm, người nghe lại có chút thất thần. Trên thực tế, tới lúc cô gái nhỏ dựa lại gần, trước mắt cả người của Văn Dục Phong đứng cứng đờ, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, ông thanh mềm mại kia lại bên tai hắn, bàn tay nhỏ cầm bút dao động trên giấy, đem toàn bộ lực chú ý của hắn cướp lấy. Đến cuối cùng, ánh mắt chiếu rọi lấp lánh. Trên thực tế giống như chỉ còn tiếng hút cọ sát. Âm thanh của cô gái nhỏ gần trong cao tốc. Mỗi một âm thanh như có hương vị làm cho người ta mơ màng trầm mê. Sau khi nói xong câu thứ nhất, Tần Tình nhìn một lát, di chuyển tầm mắt sang người bên cạnh. Chúng ta tuần tự giải từng câu. Mỗi người một phần. Phần này anh đã hiểu chưa? Ý nghĩa hiện lên rất rõ ràng trên mặt. Ánh mắt của Văn Dục Phong lóe lên, không hiểu. Tần Tình bị nhẹ, môi nam sinh cong lên. Âm thanh khàn khàn, trầm thấp. Nói lại một lần nữa đi. Tần Tình trầm mặc 2 giây, thở dài. Văn Dục Phong, kiến thức cơ bản của anh quá kém. Tần Tình chấm cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, cuối cùng lấy bài tập đặt qua một bên. Em giúp anh quay lại kiến thức trọng tâm ở trong sách một lần. Sau khi nắm được cơ bản, chúng ta lại ví dụ cụ thể hơn, cố lại. Tôi mấy ngày gần đây bản tin đập rất nhanh, rất khó chịu. Bác sĩ Lâm ánh mắt sáng ngời, mở miệng nói: "A, thiếu gia, ngài có phải một ai đó hoặc là một sự kiện nào đó làm cho tim đột nhiên đập nhanh hơn nên lồng ngực không phải tại sao?" Bố Ngôn Sinh thực ra vừa rồi là nhìn con Việt Nam trong ảnh chụp nên vậy sao? Bác sĩ Lâm thấy biểu hiện của hắn, biết mình đã nói trúng, cười cười, lắc đầu. Thiếu gia thật ngốc, cậu không có bệnh gì cả. Đây là trạng thái của người đang yêu. Phần này anh đã hiểu chưa? Ý nghĩ hiện lên rất rõ trên mặt. Ánh mắt của Văn Dục Phong lóe lên, không hiểu. Bố cô sinh thân thể Tần Tình nhẹ nhàng, môi nam sinh cong lên, âm thanh khàn khàn trầm thấp. Lại một lần đi. Tần Tình trầm mặc 2 giây, thở dài. Văn Dục Phong, kiến thức cơ bản của anh quá kém.
loại cảm giác này sao lại có thể như ngay lúc này ánh mắt đỏ tới nhìn thấy một cuốn sách có tựa toán học nằm trên góc bàn vẫn nên dùng cho anh thuận tiện. Tần Tình đón chân đưa lấy cuốn sách kia. Văn Trục Phong nghe vậy từ trên người cô gái nhỏ rời đi rơi xuống bao bì sách trước mặt, chân mày liền nhướng lên. Sao hắn không hiểu rõ bìa sách toán của mình không giống như vậy? Chỉ là Văn Trục Phong chưa kịp suy nghĩ vấn đề, Tần Tình đã cầm lấy cuốn sách, độ dày có chút kỳ lạ. Lúc này Tần Tình ngẩn ngơ, đôi mắt xinh đẹp liền mở to. Sau vài giây, từ cổ trắng nõn liền bắt đầu ửng đỏ đi lên, vành tai cũng nhiễm đỏ, hai má như đèn phấn, màu răng trắng ở dưới đỏ cùng. Văn Dục Phong càng khẩn trương, âm thanh của cô gái nhỏ như muỗi kêu, mềm mại không có khí lực, những động tĩnh nhỏ như vậy. Các bạn ở phía sau vẫn tò mò quay đầu lại nhìn. Tuy nhiên lúc này, Tần Tình không giải những chuyện đó. Con ngươi chăm sóc long lanh vô cùng chọc tâm người ta ngứa ngoáy. Qua vài giây, Tần Tình mới ngẩng đầu, quản thiện lại vừa tức nhìn hung thủ một cái. Tay nhỏ mắt dao nắm chặt cuốn sách. Đây là cái gì? Âm thanh cô gái nhỏ có chút rung động, run rẩy, khuôn mặt càng banh ra, hai má đỏ bừng kia đã bắn đứng mình. Lúc này cô gái nhỏ đứng bên cạnh bàn, từ góc nhìn của Văn Dục Phong chỉ có thấy bao bì cuốn toán học che kín kẽ. Đôi môi đang mỉm cười liền ngừng lại. Văn Dục Phong ngẩng đầu hỏi: làm sao vậy? Hắn giơ tay muốn cầm lấy quyển sách kia, vang một tiếng cuốn sách bị ném xuống, cô gái nhỏ quay đầu chạy mất. Văn Dục Phong sửng sốt, rũ mắt nhìn, miếng cuốn sách lộ ra một cô gái trần trụi đang óc ẹo tạo dáng với rất nóng bỏng. Mẹ nó, hắn muốn đi làm kiểm tra xem, muốn đi lúc đó anh ở Việt Nam một lần. Chương 31, tại khu dạy học văn của học của trung học biết. Có một nữ sinh nhỏ nhắn đang ôm một chồng bài thi đi trên hành lang dài, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo gắt gao, dáng vẻ nghiêm túc, đôi mắt luôn nhìn thẳng về phía trước. Phía sau có một cái đuôi đi theo. Bạn học Tần có phải tin tưởng, cậu phải tin tưởng tớ à? Chí ngược cho thẳng, nước chạy qua bên trái, nước chạy qua bên phải, chạy xung quanh Tần Tình, còn nhanh chóng nhảy kịp tốc độ của cô gái nhỏ. Thật sự, quyển tạp chí đó là của tớ, bìa sách toán cũng là do tớ bao lại, không có bất kỳ liên quan gì đến Dục ca hết. Ngày hôm qua, trợ lý nói Tần Tình không thể ý tới hắn, trong đầu lại không tự giác nhớ tới hình ảnh mà mình đã thấy lúc nãy. Gương mặt nhỏ nhắn hơi tím hồng, con ngươi trong suốt lại tức giận thêm vài phần. Tần Tình khẽ cắn răng, tăng nhanh bước chân. Bạn học Tần, cậu thật sự hiểu lầm. Cậu không thể ăn của người vô tội, tớ nói có đúng không? Nghe câu nói đó, bước chân của Tần Tình rốt cuộc không dừng lại. Cô gái nhỏ ôm một chồng bài thi quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Hưởng. Lý Hưởng ánh mắt nghiêm túc nhìn dùng mình, theo bản năng thu liễm bộ dạng cận nhà. Sau đó hắn liền thế nghe thấy âm thanh mềm mại của cô gái nhỏ: quyển tạp chí kia là của cậu. Vào ngực tê rần, không có việc gì, không có việc gì đi. Đúng vậy, Lý Hưởng vội vã gật đầu không ngừng. Vậy tại sao lại nằm trên bàn của Văn Dục Phong? Lý Hưởng trả lời không chút do dự: đó là do tớ đẩy lên, Dục ca không biết. Bạn học của cậu đã rất nhiều đồ sau,
Tần tính nhung môi, mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Lý Hưởng. Lý Hưởng chợt giọng mà lắc đầu. Cái kia, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng bàn học của chúng ta vẫn rộng hơn. Anh ấy có nửa bên bàn không dùng tới, một ít tạp chí của tớ đều để ở chỗ đó. Như vậy, thầy cô sẽ không dám xem. Tần tình nhăn mày lại, nếu thật sự sợ thầy cô tới xem, thì sao còn phải dùng việc sách toán bao lại? Lý Hưởng bị mắc nghẹn, hắn không thể nói trước. Kia tề lợi lộ, tới tìm Văn Dục Phong. Lúc sau Dục Ca còn là xem bài trao thì phải. Việt Nam bóp máy môi nhưng không có mở miệng, chỉ là nhìn nhìn đường sóc. Di động của đường sóc vang lên, hắn nhìn mắt cô Việt Nam vẫn nghe. Đến rồi sao? Vậy anh đi lên đi. Cô Việt Nam nghe được đường đất viên tới có chút nghi hoặc. Hướng hồ hôm nay hắn vừa nói với cô gái nhỏ là Dục Ca của bọn họ giữ mình trong sạch. Nếu lần này nói chuyện của tè lộ lộ ra, không chừng Dục Ca sẽ lột mất một tầng da của mình. Thấy Lý Hưởng không trả lời, Tần Tình nhếch môi, cho lên lý do cậu đặt tạp chí ở chỗ đó, căn bản không thành lập. Lý Hưởng xấu hổ, không phải cái này. Tôi muốn hỏi một vấn đề, Tần Tình ôm chặt bài thi trong tay. Văn Dục Phong không chọn qua những tạp chí đó sao? Lý Hưởng theo bản năng lắc đầu, chẳng qua trước khi lắc đầu, hắn đột nhiên nhớ tới. Tại trước tà lộ lộ tới, thì như Dục Ca có lật vật tạp chí hai trang cuối cùng còn nhắm lên bảo. Lý Hưởng đang do dự, Tần Tình nhận được đáp án. Cô gái nhỏ khẽ hừ nhẹ, trong lòng cảm thấy tức giận, nhìn Lý Hưởng một cái, quay đầu đi. Lý Hưởng ở phía sau khóc không ra nước mắt, chỉ hận không thể cào tường. Hắn giải thích nhưng xem ra càng ngày càng tệ. Hiện giờ không cần gì khác, chỉ cầu Dục Ca giữ lại một hơi thở. Anh có một số việc muốn bàn bạc với em. Đường sau lúc này mới ngồi vào một bên sofa, một bà mở máy tính lên. Cùng đường đơn hiên bàn một số công việc làm ăn của gia đình. Ngoài bên ngoài nhiên trời nắng, mặt trời chiếu vào. Các bạn trong lớp đối với nữ sinh Hoàng Xuyên, thấy nước bọn họ truyền tin đã quen thuộc, thế nên vài người ra cửa đã bị chặn lại. Không đại chắc ăn khoảng một nhật làm đợt trước, tìm Tần Tình đúng không? Chắc ăn cả sử sung một chút, phản ứng lại rồi cười gần gần đầu. Trong lúc, trong chốc lát, Tần Tình đã bị kéo lên. Hai người vừa vào chào hỏi, mắt của chắc ăn cả sức trên người xuống người tầng xuống một lần. Sau đó liền nhấn mày, là ai chẳng tiền tiền của chúng ta tức giận. Tần Tình gặp ra, tớ không có. Cậu đừng được giấu giếm được tớ, chắc ăn cả vui đùa. Rút tay điểm trong mũi Tần Tình. Tần Tình cảm thấy thế nào đều viết lên cả trên mặt. Được, cảm ơn. Khi đã chỉ được. Bố hôn xin quay người bước đi, đột nhiên ánh mắt ngẩn ra, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Việt Nam, cậu xem cái người tuyết thế nào? Nama, em đừng chạy. Chương 11, cho bố hôn xin được nó xanh. Từ đấy cho tới phòng Việt Nam, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Tưởng sao không biết ô Nhật Nam đã trong lòng nghĩ gì. Hắn sợ ô Nhật Nam còn tình cảm với bố Ngô Sinh. Nhật Nam, cậu có khác không? Để tôi đi lấy cho cậu chén nước. Ô Nhật Nam nhìn thân thể tưởng sắp trở vật rời đi. Trong mắt hiện lên một chút cảm xúc phức tạp. Hắn cho rằng khi mình nhìn thấy bố Ngô Sinh, khống chế sẽ xông lên đánh hắn, nhưng khi nhìn thấy bố Ngô Sinh xuất hiện trước mặt, nội tâm lại không một chút dao động. Những cái đó đau vĩnh viễn đều không thể xóa bỏ. Cô Niệm Nam giơ tay sờ vết sẹo cái chán, ánh mắt trần lóe. Cố Ngôn Sinh vì cái gì? Cố Ngôn Sinh cho anh hạ lương cẩn trao ánh mắt vẫn không gạt xuống được ý cười. Nếu tâm tình cậu không tốt, hôm nay trời cũng rất đẹp, chúng ta từ sân trở dạo hai vòng thế nào? Tần Tình hơi suy tư, cả thấy cũng không có chuyện gì quan trọng, liền cong nhắm mắt cười đáp được. Hai người cũng nhất trí, chắc ăn khảo liền lôi kéo Tần Tình xuống dưới lầu. Lúc này đã vào khoảng giữa tháng 9, thời tiết Kinh Thành ban ngày có chút khô nóng. May mà ngay trên trời có thêm một tầng mây che cho bên không khí cũng hơi ấm áp. Sau khi mở cuộc họp nhìn vào trong khôi dạy học năm 2 cách sân thật sự cũng không xa. Lúc này học sinh ở khắp nơi. Trong chốc lát, Tần Tình và Trác An Thả liền đến sân thể dục Tây Môn. Tổ chức thân thể Tần Tình cực kỳ bình thường. Từ trước tới nay đều luôn không thích vận động. Hơn nữa, ngoại trừ Trác An Hà, cô cũng không có bạn bè nào khác. Bình thường cũng thường khi tới đây tản bộ. Sân thể dục này nằm ở bên ngoài khu huấn luyện quân sự. Khó, tôi không thích đặt chân tới đây. Nhưng Trác An Hà là người thích náo nhiệt. Cho nên lúc này vừa đến bên ngoài sân thể dục, nhìn thấy nhiều người ở bên kia, ánh mắt liền lập tức sáng lên. Nay anh không đến thăm em rất nhớ anh. Xin lỗi, gần đây nhiều việc. Hôm nay hình như mọi thi đấu có muốn đi xem hay không? Thi đấu, Tần Tình ngẩn ra. Chỉ là đợi cô trả lời, Trác An Hà hưng phấn, lôi kéo mình đi qua sân thể dục. Đi tới hướng đối diện, tiếp giáp sân thể dục, có mảng tảng đá lớn bao quanh sân bóng rổ. Quả nhiên, vừa đến hai người liền thấy những âm thanh ồn ào truyền tới. Náo nhiệt như vậy, chẳng biết có thi đấu bóng rổ. Xin lỗi, Trác An Hà mầm đầu bầu, không nên a, gần đây không có nghe nói. Đội bóng rổ có hoạt động gì cả. Tần Tình đứng một bên nghe thấy những tiếng thét chói tai ở Mỹ mà đau cả đầu. Tần Tình nhíu chân mày, A Hạ, tớ không hiểu về bóng rổ, xem cũng không biết. Mở miệng nói, nhìn cậu thật đáng yêu. Trác An Hà phải tiếp mắt. Không. Ai cậu đi xem trái bóng rổ kia? Là xem người đẹp. Để tớ nói cho cậu trong đội bóng rổ của mấy người đẹp trai quên đi. Tớ mang cậu rủ mắt, nói xong Trác An Hà liền kéo Tần Tình đi qua. Phía Thẩm Đà An trầm giọng nói, chỉ là Thẩm Đà có chút cao, Tần Tình đoán rằng chỉ mình có thể bò. Tần Tình cảm thấy sợ, xung quanh liền nhìn xung quanh, yên lặng vòng qua cái cầu thang nhỏ gần đó. Thẩm Đà An vừa nghe ra cho đường đương nhiên, trong mắt lên một tia oan đồng. Ngô Sinh tình tranh chừng nào thì công bố chuyện ly hôn, chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Trác An Khả leo lên được hai tầng, quay đầu nhìn xung quanh không có một bóng người. Trác An Khả thấy điều cổ quái,
để nhìn thấy lúc tâm tình đang ở cầu thang đỏ nơi đó. Chắc anh cả lúc đầu chưa phản ứng kịp. Một lát sau, chờ cô suy nghĩ cẩn thận, tâm tình vì sao lại vòng qua bên kia. Liền cầu, liền cười đến mức không đứng dậy nổi. Ở nơi tổng sóng gọn gió, công bố với bố thị ảnh hưởng không thật công tốt lắm. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì mà không tu bố ngay. Tiếng cười phía bên kia truyền đến, tần tình im lặng, khuôn mặt nhỏ đã đỏ lên, không nhìn thấy phản ứng của chắc ăn cả. Hai người bên này nhìn hình đài phía trên, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn từng vòng trước mặt chợt đáo sầu. Tình huống này là sao? Chắc ăn cả mấy ngừng cười không bao lâu liền sửng sốt, nhìn không được hưng phấn vỗ vỗ nữ sinh bên cạnh, hỏi hôm nay sao lại nhiều người như vậy, là đội bóng rổ có thay đổi vì sao? Nữ sinh kia bị chụp vai đang đứng bên trong la hét. Đột nhiên có người đánh gãy động tác, có chút không kiên nhẫn nghe thấy tiếng nói chuyện phía sau, cũng không có người quay đầu lại. Vũ khí trả lời cho có lệ. Gì em gần đây phải biết ca khúc mới, chờ anh có sảnh thì cùng nhau được không? Là An liền rời công ty trực tiếp đem bình giữ nhiệt trong tay ném vào thùng rác, một chân đá vào xe. Cái gì mà đội bóng rổ Nhớ Văn Dục Phong của năm 2 mang theo vài người phân thành hai đội chơi bóng? Vừa nghe lời này, đôi mắt chắc ăn khảo lập tức phát sáng. Cô quay đầu giữ chặt tầm tình hưng phấn nói, tiểu tình nghe thấy sao? Văn giờ báo của chúng ta ở bên kia chơi bóng rổ, cơ hội rất tốt, nhanh mau đưa nước đưa khăn cho anh ấy. Từ khi nhà nữ sinh nhắc tới tên Văn Dục Phong, tần tình có một loại cảm xúc động, muốn quay đầu chạy lại sao chịu nổi phối hợp với chắc ăn thả. Tần tình nhẹ kéo một chút, không thể thoát khỏi ma trảo của chắc ăn thả. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng kháng nghị, ăn thả cậu đừng nói có người khác, chúng ta đi mua nước uống đi. Kia không được, chắc ăn thả không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, vô tình vô lửa tự nhiên khác. Một giây sau liền mỉm cười, nhớ vẫn luôn nghe người ta nói con giàu má chơi bóng rổ rất đẹp trai, chỉ tiếc là khả ngộ bất khả cầu. Luôn là trong thời gian chúng ta học, chính mình không thể lòng hắn, người mình thích chính là thật là An, không thể là không nhận năng, không có khả năng. Cố ngôn sinh đem vòng cổ đeo lại nhẹ nhàng để vòng cổ vào trong ngực, rồi mới cảm thấy tinh thần ổn định lại. Trong yến hội tráng lệ huy hoàng, mẹ nó Tôn Kỳ là đồ con lợn sao? Một lần hai lần đều có thể bắt sai người, bảo hắn bắt thật là An, hắn lại bắt Ôn Miện Nam. Hiện tại chính mình còn bị bắt được, hắn lính rốt cuộc là như thế bạn nào? Bạn nên biết nắm bắt cơ hội đó đến, chịu đựng quá gợi ép cưỡng cầu, nếu không đến cuối cùng cũng chỉ mất đi. Nhà mặt tần tình khó xử, chắc ăn cả nhờ cậu ép, nhờ hy vọng kéo tần tình qua phía bên kia. Nói như vậy là cậu đã không có hứng thú, cũng không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu sao? Tớ đảm bảo chúng ta xem một chút liền đi. Tần tình không lay chuyển được cậu, cũng không biết cự tuyệt như thế nào, chỉ có thể bị kéo đi qua. Vóc dáng của chiếc ăn hạt, mắt sáng, chân mày nhấn lên, liền tìm đến chỗ thoáng người. Cô lôi kéo tần tình đi qua, với vóc dáng mảnh khảnh của hai người chiếm ưu thế, liền có thể lách qua đám đông. Chờ hai người vất vả đi qua mấy vòng, tần tình cảm thấy không khí xung quanh này không còn nhiều. Mày đến mai đứng yên một lúc, tần tình giơ mắt nhìn về phía sau. Bên trong sân có hai đám người, tám người mặc đồng phục màu đen, tám người một bên mặc bộ khác, mặc áo sơ mi bên trong. Trong đồng phục hiển nhiên là phân biệt giữa hai đội.
có lẽ sao người nọ quá thu hút, phần tình chỉ mới nhìn thoáng qua giữa sân, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy. Văn Dục Phong ly hôn rồi còn giải thích để làm gì? Ở Việt Nam thì nhìn thấy cái hot search trên di động chỉ cảm thấy thật buồn cười. Quả nhiên hắn đoán không sai, là An không kiểm chế được, cũng giống như sự kiện không thể che trời đất đất sau sinh nhật của Ngô Sinh. Thay áo sơ mi được gấp cắm chỉ tay, một gia đình cong cánh tay xinh đẹp, cơ bắp săn chắc, mỗi một động tác đều tràn đầy hơi thở thanh xuân. Lúc này có lẽ đã chơi một lúc lâu. Đa số mấy người giữa sân mồ hôi các đầm điền, chỉ có người này nhìn không ra được phần đẹp này. Mái tóc màu đen thoáng ướt một tầng mồ hôi mỏng, nhưng không ảnh hưởng đến gương mặt anh tuấn kia. Mặc dù tần tí không hiểu rõ được bóng cổ, nhưng vẫn nhìn ra được người nọ chơi bóng rất thành thạo. Mỗi lần rằng co với người khác, môi đều cong lên, mang một sự nhã nhặn, giống như là trạng thái tản bộ sau khi ăn xong. Thế nên cho dù anh ấy xuất hiện ở đâu, đều không thể nghi ngờ trở thành mục tiêu chú ý của toàn trường. Thật là ông trời yêu ái quá đi. Tần Tình nhịn đang nghĩ gọi, nghe chắc An Khả bên cạnh xi một tiếng. Làm sao vậy? Hai người kiểu tình khó hiểu quay đầu lại cùng yêu một người, khiến cho tình hình các trang mạng càng nóng hơn bao giờ hết. Xem hot search kia nói bố phu nhân mất tích 3 ngày là chạy tới cùng đường sóc thiếu gia vụ trộm. Trang An Khả thấy kỳ quái, nhìn chằm chằm giữa sân. Nha nói trước giờ Triệu Tường Duệ và Lý Hưởng luôn đi theo Văn Giáo Bá. Thế nhưng hôm nay Lý Hưởng bị phân đến đội khác. Cần Tính chưa đáp lại, có hai người đang ngồi nghỉ ngơi ở phía trước. Giống như vừa mới thay đổi người không bao lâu, nam sinh đó quay đầu lại nói, mấy cậu chưa thấy khi nãy Lý Hưởng bị anh ấy nhìn thành cái dạng gì đâu. Khẳng định hắn đã làm chuyện gì đắc tội với Dụng Ca. Hơn nữa là đắc tội không nhẹ. Tần Tình cảm thấy có chút chột dạ. Chẳng qua liền nghĩ lại học sinh cao trung ở trường học xem mấy lần tạp chí này là không đúng, cô nói không chột dạ gì đó đâu. Nghĩ như vậy, Tần Tình có chút tức giận nhìn về phía người nào đó trong sân. Có lẽ do ánh mắt quá nóng bỏng, nam sinh đang tung bóng hết sức chăm chú trong sân đèn dừng động tác lại, cảm giác nhìn về phía bên này. Dây tiếp theo, nắm trong tay liền nhắm về người khác, còn hắn thẳng người đi ra bên ngoài. Dục Ca Triệu Tử Duệ tiếp bóng cảm thấy khó hiểu, quay đầu nhìn Văn Dục Phong đang đi bên ngoài không đánh nữa mà còn chạy tới câu dẫn nam nhân khác. Việc này cố tổng còn có thể chịu đựng, cũng đủ biến thái, nhưng đem vợ mình đánh thành như vậy, đối tập đoàn Cố Thị cũng không có một chút tình cảm nào. Trên mạng dư luận hướng gió dần dần chuyển sang thành tổng tài đoàn Cố Thị bị nhuộm nóng xanh, sau đó đánh vợ chảy máu đến nhập viện. Cố Ngô sinh hoạt cá nhân cũng không loạn, cố ý dung túng cho vợ mình câu dẫn nam nhân khác. Phần dưới thăm người em lặng có đi tới châu cô gái nhỏ, sau đó rửa mắt, lưng của Tần Tình đèn cứng đỏ. Ánh mắt của anh ấy nhìn tới là cô cảm thấy giống như có một con sói sắp sửa nhào tới, con mồi. Chương 32. Nhìn theo bước chân của Văn Dục Phong đang đi tới, các học sinh vây quanh cũng dần nhỏ giọng. Tầm mắt mọi người sôi nổi nhìn về phía Văn Dục Phong, mang theo một chút tò mò và cảm xúc tìm tòi nghiên cứu. Nhưng cứ xóa một cái lại có thêm vài cái xuất hiện. Cậu còn không nhanh đi điều tra cho tôi
cha ra ai dám đối nghịch với bố thị. Đầu tiên vừa bị đẩy ra, giám đốc đối ngoại hoảng loạn đi tới. Thần tình nhớ im nhìn con dục phong đang đi phía bên này, ánh mắt sẽ qua một tiêm vào khúc tôi miếng tôi môi đang khô khốc. Rất nhanh thần tình đã đè xuống cảm xúc đang sao động với bé lòng. Quay quan chất ăn phạt, ăn phạt khi đợt đã kết thúc, chúng ta đi thôi. Chắc An Thả đã chuẩn bị nhậm cô gái nhỏ một vài câu. Khi ánh mắt chuẩn tế liền nhìn thấy rõ thần sắc của thần tình, ý cười đã phục lại. Có hơi chần chừ nhìn phía nam sinh bên kia, đôi mắt đen sâu không thấy đáy thật sự có chút đáng sợ. Chắc An Thả theo bản năng bất động 2 giây. Từ khi hồi phục lại tinh thần, muốn nói gì đó với thần tình thì đã không kịp nữa. Nam sinh đang đứng trước mặt các cô. Quan Dục Phong dừng lại ở cái mắt chăm chú nhìn thần tình không hề chớp mắt. Giáo pháp này chỉ cần ngàn lần nói phố trong đôi mắt đen ấy. Chỉ biết khi Quan Dục Phong mới mở miệng, liền thấy cô gái nhỏ ngồi lại một bước. Thần tình vô mắt xuống, những cong mút nhạt nhạt quét qua lần da trắng nõn. Ánh mắt của Quan Dục Phong chợt lóe lên. Sau một lúc lâu, hắn mới di chuyển tầm mắt, vì nam sinh đang ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế, ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì, có nước không một điếu thuốc. Trong mắt hiện lên một cảm xúc phức tạp. Do mới vừa vận động nên giọng có chút trầm thấp, trầm thấp. Nam sinh ta hơi ngẩn ra, sau đó mới phần một chai nước trong đầu, đặt ở bên cạnh đưa cho Quan Dục Phong. Quan Dục Phong tiếp nhận chai, sau đó mở nắp chai nhưng không uống, chỉ cầm ở trong tay, sau đó bước lên phía trước một bước. Muốn gì thì cách thần tình không xa, lúc này tiến thêm một bước, tự nhiên dừng lên hết người thần tình. Những học sinh khác đây, những học sinh khác đang vây xem ở phía sau, thần tình không thể ngủ lại, hơi bực bội nhíu mày lại, thì nghe thấy âm thanh vang lên trên đỉnh đầu. Có thể ngủ đầu một chút không, ngọc nhỏ. Ngư điện nhẹ nhàng đấy nhé, giống như có chút xa cách. Lời này vừa nói xong, những người đứng gần tầng tình đã tôn lực như chẳng. Cuối cùng xung quanh tầng tình chính có khiêng họ. Tầng tình liên quan một, bên cạnh một bước. Quân rút xuống không nhìn thấy, không nhìn thấy người nọ. Quân rút xuống nhìn thấy người trước mắt. Không nói một lời, đem cảm xúc đang cuộn cuộn mãnh liệt kiềm nén lại, lúc sau mới bình tĩnh. Chừng 2 giây, Quan Dục Phong cười nhẹ, buông giấy thở dài, tay cầm chai nước đưa lên, đưa tới nữ sinh. Nguyên nhân của ngài bị thương hôn mê hoàn toàn do ngài đánh. Trên mạng có tin hot là đường thiếu gia đưa tới nữ sinh bên cạnh đang đứng ngay giờ không thể bàn hơn một cái. Bố môn sinh dùng tính mắt sắc bén. Tần tình theo bảo nhau nhận lấy. Bước lên nhìn Quan Dục Phong. Cảm ơn đã nhìn lừa. Nói xong đến chút này, nam sinh đã cho hai tay ở dưới quần đi ra ngoài. Tần tình trầm mặc 2 giây. Để im tại chỗ, nhìn những cánh mắt khô khốc. Nhưng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu xung quanh nhìn rơi xuống. Có người bắt đầu động. Liền định tiếng lại gần hỏi. Chắc An Thả thấy tình huống có chút không đúng, vội vàng kéo Tần Tình lại. Đi thôi, chúng ta về lớp học. Vừa nói xong liền kéo Tần Tình ra khỏi sân bóng rổ. Chờ hai người đi rồi, những học sinh bước quanh sân bóng rổ dần dần tản đi. Tại trung tâm sân bóng rổ, Lý Hoàng đang ngồi thở phì phò. Triệu Tư Dận đi tới bên cạnh, tất cả đều nhìn về phương hướng ba người kia rời đi. Nhìn 2 giây, hắn cảm thấy rất tức giận. Tớ không hiểu, không phải chỉ là một quyển tạp chí thôi sao? Nhìn thoáng qua mà thôi, cũng không cần chuyện tiếng xé ra to. Lúc trước tài lộ lộ nhìn như không có việc gì. Triệu Tử Thận quay đầu lại, trừng mắt một cái. Cậu thật sự sẽ làm vậy hả? Hắn cũng không mà nói mấy lời vô nghĩa, trực tiếp nhấc chân rời đi ra ngoài. Lý Hưởng ngẩn ngơ đuổi theo phía sau.
và sau nào sớm có nói sai sao? Triệu Thục Dận mới quay đầu lại nhìn hắn, cậu lấy tài lục lục so với bạn học mới, cậu bị đốc hẳn. Mặt Lý Hưởng đỏ lên, cố gắng biện giải cũng là cái gì? Triệu Thục Dận cười lạnh, quay đầu lại nhấc nhìn Lý Hưởng một cái, rồi nói cho cậu, ngoại trừ việc mạo có thể lấy thẩm mỹ, nó không phân cao thấp, tài lục lục còn có gì so được với bạn học mới? Lý Hưởng nghèo từ oán hận trừng mắt nhìn Triệu Thục Dận một cái. Cậu mẹ nó, không phải hai hôm trước còn nói tài lộc lộ lớn lên khá tốt hay sao? Mày ơi, chuyện tao vẫn chửi mấy câu bậy bắt không biết kiểu ước. Cho nên nói, Triệu Thục Dận điệu luôn, cầm áo khoác đang phát chân người đi ra ngoài. Người này a à, nếu bắt phải so sánh, ví dụ như chỉ số thông minh của cậu và chỉ số thông minh của người khác, khi cậu đứng là có mới nới rũ. Lý Hưởng tức giận nói, không có vài giây, nước mắt hắn liền chuyển vừa đập chạy lên. Vậy cậu nói xem, chủ ca và cô hái nhỏ phải thành công. Tớ cảm thấy quá sức, vì sao? Triệu Thục Dận quay đầu nhìn Lý Hưởng một câu. Chuyện lần này thì cũng thấy cậu đây là trùng hợp sao? Lý Hưởng ngốc vài giây, đây không phải là vô nghĩa sao? Lúc ấy tớ thuận tay đem cuốn tạp chí đựng lên, nhắm nghĩ tới lúc sau bạn học sẽ dở đề toán cho Lục Ca. Triệu Thục Dận không nói gì mà nhìn Lý Hưởng. Một lát sau thì Lý Hưởng vẫn không có phản sức, hắn chỉ có thể nhẫn lại giải thích. Điều này không phải trùng hợp, mà là bạn học mới và Lục Ca chậm rãi tiếp xúc. Từ ngày nào đó bọn họ sẽ gây những chuyện, sẽ gặp những chuyện gây xung đột với nhau. Cậu phải biết hoàn cảnh trưởng thành của bạn học mới khác chúng ta, sự khác biệt này đó tạo nên sự chênh lệch. Lý Hưởng nghe nhưng từ gật đầu, cậu nói tiếp đi. Triệu Thục Dận, cho nên liền tính bây giờ không phải do cuốn tạp chí, qua một thời gian cũng sẽ có chuyện khác khiến bọn họ mâu thuẫn. Lý Hưởng nhíu mày, vậy chuyện bọn họ không thành thì có quan hệ gì? Yêu đương ai mà không cãi nhau? Chuyện này không đơn giản là cãi nhau, mà chuyện mâu thuẫn này cần phải có người nhận sai, học lập trường của một người phá vui một bước. Triệu Thục Dận thần dài, bạn học mới nhu nhược, không giống về dễ dàng, nhượng bộ. Lý Hưởng trở lại ngày hôm của mình sờ mũi, đồng ý gật đầu. Triệu Thục Dận quay lại. Quen biết Dục Ca lâu như vậy, cậu thấy anh ấy nhận sai bao giờ chưa? Lý Hưởng thấy nhận một chút. Triệu Thục Dận, hoặc là cậu có thể thấy cái cảnh Dục Ca nhận sai. Nếu không phải là nghẹn nữa mà là một ý tưởng rất kinh khủng. Triệu Thục Dận không để ý tới thần sắc của Lý Hưởng, tự mình đi về phía trước, vừa đi trong đầu lơ đãng nhìn thấy cảnh tranh cãi của lóc có trong đầu. Trầm ngâm một vài giây, hắn đột nhiên nở một cười. Mất cá, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Lý Hưởng đang trầm tư bên cạnh ngẩng đầu. Hắn làm cái gì? Triệu Thục Dận nói, dù ta đều sẽ chủ động từ thế, nhận sai thì đó cũng không hoàn toàn không có khả năng. Lý Hưởng chứng kinh, yêu thế dù ca chuyện khi nào sao tớ không biết.
Không nhận, mình xem. Vậy được rồi, tớ về trước, có vấn đề gì, cậu nhất định phải nói cho tớ nhé. Cô gái nhỏ trước của cung lộ ra một chút tươi cười mềm mại. Tần Tình gật đầu, được. Nhìn theo bóng dáng chất áp thải rời đi, Tần Tình cũng xoay người đi vào bên trong khu dạy học. Trở qua, người vượt bước học của mấy bước, liền đến dưới cầu thang của mấy bóng người. Âm thanh khàn khàn mang theo ý cười vang lên. Thanh muốn là không biết chuyện này, được tính là chuyện riêng tư. Tần Tình bị âm thanh đột nhiên vang lên làm cho hoảng sợ, theo bản năng để tránh sang một bên. Một bóng thon dài từ trong chỗ tối bước ra, khuôn mặt thanh tuấn mang theo bao phần ý cười, đôi mắt đen lấy khiến Tần Tình cảm giác như có chút nguy hiểm. Trong tay Tần Tình còn cầm một chai nước khoáng, mà người này cho thần sắc nhất thời còn có phức tạp. Một lát sau, Tần Tình cầm chai nước khoáng đưa tới phía trước. Em không uống, em lấy về đi. Văn Dục Phong cười nhạt, cái mắt lạnh lẽo nhìn sang chỗ khác. Hắn như đã hiểu, chỉ cần bạn học nhỏ nghĩ cùng hắn phủ sạch quan hệ, chuyện thứ nhất chính là phân rõ giới hạn, ân oán phân minh. Cười một lúc lâu, ánh mắt hắn nhìn lại, khóe môi nhàn nhạt cong lên, đi thẳng về phía trước vài bước, nghiêng Tần Tình lùi vào một góc trường tường ở cầu thang. Tần Tình đầu tiên thấy anh ấy nói với mình lộ ra biểu tình bất an như vậy, cô cầm lòng không được mà nhớ tới những lời đồn mà Lâm Mạn Tuyết nói lúc trước, còn có hình ảnh cô không dám nhìn rõ ràng của anh ấy ở đấu trường cũng đáng sợ như vậy. Tần Tình lùi lại một bước, sống lưng mạch áp lên tường, không còn đường nào trốn lui nữa. Cô nở khuôn mặt nhỏ lên, con ngươi đen lái tràn đầy bất an, giống như chú nai nhỏ mất phương hướng. Quân Việt Nam khi đã chết là có thoát tội, đi tìm chết đi, sống hay chết không liên quan tới ta. Trên giường đột nhiên phát ra một tiếng thét, rồi cho mắt mình tràn đầy vẻ sợ hãi. Quân Việt Nam, cô mở khuôn mặt nhỏ lên, con ngươi đen lánh tràn bất an, giống chú nai nhỏ mất phương hướng. Nhưng con nai không nên dùng ánh mắt bất an nhìn con sói đang muốn đi săn, bởi vì điều đó kích thích thiên tính sở đôi mắt nam sinh trầm xuống. Sân khấu thế giống như không có một chút ánh sáng lọt vào. Hắn cong môi lên hướng về phía cô gái nhỏ, cúi người xuống. Em cho rằng em đưa cho anh trả lại cho anh có thể thanh toán xong sao? Cái mắt nguy hiểm thoáng qua nhìn ra chai nước trong tay cô gái nhỏ, ngược lại mang theo tia lạnh lẽo nhìn khuôn mặt Tần Tình. Huống chi em vẫn chưa có uống nha. Tần Tình ngốc 2 giây ngơ ngác nhìn Văn Dục Phong, cô hoài nghi chính mình có mới nghe lầm cái gì. Thế mà mình lại xuất hiện cảm giác. Quân Việt Nam mặc áo nghỉ vào. Anh ấy rất hay trêu chọc tôi. Em cho rằng đem nước cho anh có thể trả lại anh là có thể thanh toán xong sao? Thanh sắc của nam sinh hơi lạnh. Huống chi em vẫn chưa uống pha. Tần Tình ngơ ngác ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nam sinh cúi xuống. Hàng mi cong chớp chớp. Ôn Nhẹ Nam mặc áo ngủ vào. Tần Tình cảm thấy chính mình nhất định đã nghe nhầm. Tiếng có phải hay không có nghe tiếng viếng được từ chưa? Anh ấy hẳn là hiểu lầm mình đã uống qua chưa? Như vậy
Tần Tình Tình biến hoàn hồn hai lúc này, cô mới thấy khoảng cách giữa hai người quá gần nhau, đến nỗi hơi thở nóng rực của đối phương do mới vận động hóa lên người mình. Tần Tình vội vàng nâng tay lên chai nước kia ngăn cách giữa hai người, cảm nhận được hơi thở có chút ấn muộn. Chuyện này cũng theo đó biến mất. Nhìn những em không là anh, em thật sự chưa cậu đáng qua. Tầm mắt nhìn rơi xuống chai nước đang ngăn cách hắn. Ánh mắt của Chu Dục Phong cay kéo nhìn chai nước một cái, môi mỏng cong lên. Hắn nâng hai cánh tay lên chống lên bức tường phía sau Tần Tình, tay phải nhẹ nhàng đem chai nước đang nằm trên miệng vật lại mình bỏ qua một bên. Tầm mắt hai người như lần nữa chạm nhau, ánh mắt của Văn Dược Phong rơi xuống đôi môi đang thô khốc của cô gái nhỏ, nữ sinh tự nhiên thâm trầm. Vậy em có một nụ đi cái gì? Tần Tình ngây ngốc mở đôi mắt lạnh, đôi mắt xinh đẹp sao mà Văn Dục Phong không hề sắc, liền lặp lại một lần nữa. Đôi mắt nhìn cô gái nhỏ lóe lên tia sáng. Phần này Tần Tình vô cùng xác định chính mình nghe nhầm, cô hoàn toàn không thể ngọc mình trong tư của Văn Dục Phong lúc này. Nhưng gương mặt của cô như có sắc hơi hơi nắng lên. Tần Tình hơi bực mình nhìn Văn Dục Phong, hàng mi tinh tế cũng nhíu lại. Văn Dục Phong, Tần Tình cắn môi, không thể nói ra những lời tàn nhẫn. Cuối cùng chỉ ngô một tiếng mềm mại. Em càng kêu nhiều, anh càng xin như thở em đi. Văn Dục Phong càng nghe ép một tấc xương, một tấc xương dưới, hoặc cách giữa hai người liền trách mặt thêm một bạn. Mấy học sinh sao được ở đi bên ngoài khu vậy, đi vào gần sau. Đây chính là điểm nhập tốt. Gương mặt Tần Tình đang từng đỏ lại càng ấm hơn, theo bản năng trốn thoát từ theo hỏi bàn tay của Văn Dục Phong. Chỉ là chưa kịp hành động, nam sinh trực tiếp kiểm lại không trong ánh tay mà lên mặt trên tường. Đồng thời Văn Dục Phong cũng thẳng ép thân trước lại gần, đem thân hình cô gái nhỏ che khuất. Hắn liền quay đầu nhìn lại một cách lặng lẽ, ánh mắt đầy sắc lạnh quét như không khí trả đôi. Không một lời dư thừa, chỉ cần một chữ, mấy học sinh kia liền đỏ nhìn rõ người qua đi, nhất thời bị dọa sợ đứng đơ tại chỗ. Qua vài giây mấy người mới hồi phục lại tinh thần, cố quyết quanh chân rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại hai người Văn Vân Tinh dây dựa không có kết quả. Muốn được cầm đầu một nam sinh, Văn Dục Phong anh buông em ra, hiện tại muốn chặn. Văn Dục Phong chậm rãi nghiêng người, lần trước anh có cảnh báo em, sao em lại không biết? Tần Tình nhắm ngón tay mạnh mẽ chọn hai mắt cất xuống rất nhiều cảm xúc. Khi đó em lại không nhìn thấy. Nói đến một nửa, Tần Tình cắn môi không chịu mở miệng. A, và vì thế tạp chí kia. Văn Dục Phong nói tiếp câu của Tần Tình.